ba đứa quá trời. Con nói á, là con ra đây con ráng phấn đấu để mà trả nợ cho ba á, suốt cuộc đời này á, là như một món tiền để cho ba chuyển nhà. Con hứa quyết tâm như vậy. Mà giờ phút này để con, dạ con rất là buồn. Hãy ơi, hãy nhìn lại nữa. Không tin nhiều cái mình chở cui ra, nhiều cái đây số ký nó vậy, mình cái đi đường giao đây mà hôn mất cái là mình lấy cái ai lấy. Đúng rồi. Coi như là bữa nay là coi như là đem ký số cua ra, coi như là ở nhà cân xong rồi. Thấy không? Thì giao cho những người bán ở ngoài này là số ký trọng lượng đó là như vậy. Đó bây giờ trước mặt cái người chở cua ra, phải cân lại cái nữa coi đúng số ký nó nằm ở trong cái giấy cái người giao cua không. Đó vậy đó. Đúng rồi. Người ta nghi ngờ số 10 chở trên đường lấy nó cua đúng không? Có. Chứ số 10 sợ lắm, ví dụ mà chở cua thì nhiều cái mất hết một hai ký vốn liếng của người ta là bao nhiêu rồi, nhiều cái người ta tình nghi mình nữa, đúng không? Nhắc lại là chú 10 đa âm là nói là mọi người hay nói là chú 10 đi chở cua đi dọc đường thì lấy cua của gì ba, thì bây giờ chú 10 đã tường trình lại là chú 10 đã cân ở nhà trước, là đem chỉ ghi giấy tờ đồ lại để đưa cho chị Thí luôn, chứ để mọi người nói là chú 10 đi ăn bóp cua của dì ba. Mà không thiếu gì được, cho nên cứ nói trong nhà hãy tỉnh lời nhiều mà ta cũng không lời ít, cho nên hỏi gì đi đâu. Bây giờ chị Thí không có chịu bán là đợi cho chị ba ra bán, chứ nói là trên cộng đồng mạng nói là bị mất bán sao nhiều mà không có tiền. Rất có nhiều người đợi cua dì ba thì thường thường là giờ này đó cua đem ra rồi nhưng mà bán rồi, nhưng mà bây giờ mình xin nhắc lại là ở trên cộng đồng mạng nói là dì ba sao bán nhiều quá, nhiều cua mấy chục ký một ngày mà sao không có lời đó, thì cộng đồng mạng nó là thôi đợi dì ba ra bán luôn chứ sao thấy mà cua không có lời vậy đó. Đó. Tại cua nó đâu phải như mấy cái đâu mà mình thêm bớt một xíu xíu được. Cua là cua con mà. Con mà nó cũng nặng, nó nhẹ, nó thấp luôn. Mình nắp ra là nó bị gọt nước chứ. Đó, thêm một lát nó cho con cái liếm là anh đi chiều mà không quen. Con cứ đi coi. Anh nói chờ cái gì mà cái con này. Không nè. Cua dì ba hôm nay rất là ngon. Bữa nay chở nhiều cua rồi lắm á. Đằng trước đặt trước cho. À con lấy cái gì trước đi. Dạ. Để không? Đang mấy người đặt trước cái gì? Đúng rồi. Còn tại vì anh biết không, người ta nói bên nhà người nói nhiều. Càng lúc thì rất là đông khách. Nhưng mà cua thì vẫn để đó chưa có bán được. Rất là nhiều khách đang đợi dì ba ra. Hiện
Hiện tại là có rất nhiều khách đang đợi, có những người là bận công chuyện nữa, cũng họ thường thì cái giờ này họ mua để họ về liền, nhưng mà bây giờ họ phải đợi nữa. Thì không có chờ đợi gì ba nữa, thì theo cầu của khách hàng, tại vì người ta đợi quá là đông thì bây giờ phải bắt buộc phải bán cho khách mới được, chứ để họ đi về hết. À, theo mình thấy thì cũng có một hai người đã trả số đi về, tại vì họ đợi lâu quá. À, mình thấy cái nhiệt độ bán cua ngày hôm nay rất là chậm. Anh là chị mình chưa có số đó, số chậm hơn mọi bữa rất là nhiều. Số 13. Dạ, rồi chị cầm cái số đó chờ cho em nha. Số 21 à. Một con thịt thôi đúng không chị? 109, 5 gạch 1 thịt. Bữa nay mình thấy có một sự lộn xộn ở trong bán cua đó, nên là khách đều phải kiểm tra đồ lại. Ba ra ra nha mọi người. Rồi 36 đồng cho em. Rồi tiền rồi đúng không? Chị hai mày đợi em đi, số 14 rồi nó còn rất là chị còn số 1 nữa đó. Chị rồi. Chị ba cắt cái gì ba? Chị số mấy chị? Hai mày đợi em tí. Khoan đợi cho em. Cái số 1 này đợi gì ba thôi nha. Số 2. Thôi vậy thì cứ số 14. Dạ, 14 đi. Chị này đặt nè, chị này đặt đâu? Đó, thì là cắt 4 đi, cắt 4 đi. Đó, 4 có mấy ký đó. Anh lấy mấy ký, anh lấy cái gì anh? Phải 3 con gà. 3 con gà, chị ba lựa cho con 3 con gà đi. Mà em lựa 4 cho chị lấy đi. Được. 3 con gà cổ ở đây cho con. 3 gà cổ ở đây cho con. Yên tâm đi, nào không có gì, bà lấy được. Rồi, rồi, 3 con. Chị đâu đúng không? Rồi chị ơi, cốm chị ơi. Chị sao mấy chị? 20 đợi em tí. Để em qua đây dẫn đi. Ồ, rồi còn con nữa. Con mua cứ theo số chị ơi. Ba con gạch. Còn con nữa đó. Cô gạch nào? Cô thiếu 3 con gạch, một món thôi cô thiếu ơi. 3 con gạch rồi, xong rồi đó. Nhiều em. Số bao nhiêu? Rồi tao bán số chị. Mấy con đi? Một con cốm em ơi. Số 20 một con cốm. Anh này cũng là khách quen của chị ba đặt rồi. Hôm trước mua 3 con thì đến 2 con. Anh làm đổi chị ba đổi. Bao nhiêu loại tổng? Mới từ đường. Kêu lại cái số đầu á. Mà trời ba đó. Chị bốn cua lấy số cho chị. Cái này hả? Ba con đúng không anh? Chị ba con gạch, chị ba lớn nhỏ, ngon là được rồi.
thì đỡ cho con đi. Thấy thì chị thấy bữa nay rất là buồn vì không có làm gì hết mà mọi người cứ nói chị thấy là tiền bạc gì đó, chị thấy rất là buồn. Đây mọi người thấy không, chị thấy rất là buồn á. Dạ, chị thấy là chỉ muốn giúp cho dì ba thôi nhưng mà mọi người lại nói là như vậy. Rồi em ơi, con một canh một thịt cho chị gái. Thì hôm nay là chị Thúy giao cho chị Bảy là tiền luôn, chị Thúy không có giữ tiền nữa. Hôm nay là chị Bảy giữ tiền chứ chị Thúy không có giữ tiền nữa. Hiện tại thì cua của dì ba đã bán gần hết rồi, còn khoảng chừng 2 kg cua nữa. Đó, chị Thúy là bữa nay là ghi tiền, ghi giấy chứ không có thu tiền nữa nha mọi người. Chị Thúy rất là buồn. Rồi 648 à. 48 của anh đi nào. Chú này mua 6 con cua gửi về quê. Chú này cũng là một cái khách quen của dì ba đó, mua cua gửi về quê cho người thân. Hiện tại thì cua dì ba còn khoảng 3 cua. Chị Thúy, mình thấy chị Thúy buồn quá nên chị Thúy đi vô nhà luôn rồi, không có ra đây phụ dì ba nữa. Cái ghế đó là của chị Thúy ngồi đó mà chị Thúy giờ buồn quá, chị Thúy đi vô rồi. À, có một cái chị khách tới đây để đổi cua dì ba. Dì ba bán rất là nhiệt tình. Đó, cua mà không ngon là dì ba đổi một khác liền. À, đây cũng là một trong những cái lý do mà dì ba bán lời, không có lời. Đó, mọi người thấy không? Đó là đổi con cua là hết 200 mấy rồi, gần 250 ngàn rồi. Ba đổi trực tiếp cho chị khách này luôn đó. Buồn quá ha. Dặn như vậy rồi ba nói nghe. Cái nào ra lấy cũng vô là mình cái nào mấy rồi lát cân lợi. Cái đồ này nè, nó ngon rồi lát cân lợi không lấy bao nhiêu. Đấy giờ nói là anh này kia nọ bắt công còn nghiệp với nó. Dạ chị ba thì chị ba hiểu rồi, nhưng mà người khác không hiểu thôi. Chị ba đúng không hiểu. Chị ba không có nghĩ gì hết trơn á. Chị ba hả, nói giúp đỡ chị ba thì chị ba cũng mừng lắm. Mà tại vì mình muốn cho nó làm cho lẻ để cho người ta thấy chứ bắt công ăn tiếng là vậy chứ đó. Dạ. Mấy giờ có giờ là mất 2 con rồi đó, 2 con hai cái 400 ngàn rồi đó, thấy không?
hỏi tiền đi đâu, tiền mất đó chứ đâu. Trước mặt mình là cái bao mũ mà để người ta đổi cua đó mọi người. Đó là mình thấy là 2-3 con gì đó, là một con ước tính là nếu mà rẻ nhất là khoảng 200 tới 200 220 230 gì đó, là đổi 3 con là thấy là khoảng gần 700 ngàn rồi đó. Đó con cua vài ngày họ sao tiền đúng không, nó mất à, mấy chị đời nhà cái số mà lớn thì sao mà được. Dây bóp người quen gần 100 ngàn đi ha, mất 100 ngàn gì đó hả, đúng gia đình gì ba chờ nó với gia giúp đỡ gì ba cũng bán cũng nội cũng tiền. Mà bây giờ thì ba nghe người ta nói gì vậy đó, anh chơi gì ba tốt quá, người ta không phải là gì ba không được gì, gì ba nghĩ giờ muốn cho nó thoải mái đi, mai thì mai nói nữa á, giờ gì ba muốn dẫn tiền lợi đó để cho nó thoải mái được ba đi làm gì đó là vậy đó, chứ không phải là gì ba nghi đi gì ba được gì thôi, nhưng gì ba thấy công việc quá đi. Rồi dì ba muốn là cũng như là bây giờ muốn cho nó xong chuyện đi, cái để gì bắt công người này đối qua cho nó lợi gì chị nó, thấy không? Thì cũng được rồi, nói vậy thôi chứ còn nói gì dì ba cũng ơn chứ đâu phải là gì. Giống nói xấu nó bây giờ dì ba trong lòng dì ba nghĩ sao là nó còn thấy được nóc hoài, mà một lần nóc dì ba cũng nóc luôn. Nói vậy đó, ba thấy gì thấy là như thế nào rồi đó, thấy thừa tốt chứ đâu có gì đâu, những người mà người ta đang người ta nói xấu gì thấy thì ở đó là không biết. Rồi bởi vậy nha, chờ ba ba tí mà người ta cắt thì không biết cắt thì sáng không có sơ tốt gì, không gì đâu, không có nói người ta nói đúng xấu nào rồi vậy đó, lời nhiều mà báo không được là chứ có gì đâu mà nghi ngờ người ta hả. Bây giờ cũng như ví dụ giờ có tụng nó mượn gì ba thì bà nhìn ba đỡ, còn nếu mà không có tụng thì gì ba giao gì ba mượn chút thôi, bỏ một bán một mặt rồi đúng không, bác con nhỏ ngày xưa vậy thôi. Khách tới dì ba còn khoảng chừng 1 ký cua, mà khách tới mua dì ba nói là cua bữa nay không có ngon, thì cái chị khách thì đặt ngày mai mua. Dì ba rất là chân thành, thật thà, còn cua có sao thì nói vậy. Thường thì công việc mà đặt cua là chị Thúy làm, thì hôm nay là chị Bảy làm luôn nha mọi người. Chị ba nói là chị Thúy nay buồn rồi, chị ba cũng buồn luôn, không có muốn bán cua nữa, không muốn bán cua ngày hôm nay nữa. Như chị ba thì cho con hỏi là cái cua này mình có trả lại vừa được không chị ba? Được. Đấy, tức là cua này mình trả lại vừa được nha các bạn. Con không ngon rồi có lại. Tạm thời là vậy đi, nhường bán lấy tiền rồi đem về trả tiền cua thôi chứ không có cần gì hết. Hôm nay là cua dì ba không có được ngon đó, dì ba đùm về hết đó mọi người, không có dám bán cho khách. Đây là cái cua mà khách trả lại cộng với là cua bữa nay không ngon là khoảng 2,2 ký mọi người. Đó. Cua bự lắm mấy con. Một cái vấn đề mà ghi cái vấn đề mà ghi kỹ đồ đó gì ba cũng dám không ghi vậy bậy bạ gì đâu. Biết ơn nghĩa ta mình còn chưa trả nổi mà làm sao mà nghi ngờ ta. Ba không người không có gì hết con ơi. 220 hôm nay có clip này thì chắc cùng giải tỏa đi chứ cô Thúy hả? Clip này cô mới nói lên. Dạ, cô con nói tất cả đấy đó. Cô nói tất cả những người nào có cái gì nghi ngờ gì đó để cho nó cho tao biết, thấy không? Dì ba rất như vậy. Không còn dư nữa. Kêu đặt hàng rồi đi cái nọ đó, cái lợi con á.
con cũng ra con phụ giùm cho chị ba. Tiền con không giữ, chị ba kêu cái người nào mà đã ghi cái sổ bây gì giờ vậy? Đó bây giờ chị ba không, chị ba để con nói hết những ai ghi sổ cho chị ba, đồng hành với chị ba và những người đã phụ của chị ba, chính cái người đó đã lên trên cái mạng YouTube như vậy, cảnh khác nào bêu xấu con, cộng đồng bên nước ngoài gửi những cái bill đó về cho con rất là mà ai con rất là đâu có thấy, con không biết kêu cái chị đó là nói đi, có con học bữa đó có người bạn thằng bé đó con không biết tên gì thì quay cái YouTube, đây là bằng chứng để cho con chị ba coi, chứ con nói miệng chị ba không tin con. Anh này anh giấu tên anh không nói, đây đây là cái bằng chứng của con nè, các bạn YouTube thấy không, quay cái YouTube luôn nè, đó là bên nước ngoài đó, nhiều lắm, con không có cho coi, con chỉ cho dì ba coi như vậy để dì ba hiểu, chứ con không có bị chuyện ra con nói. Trong một tuần lễ nay con nói dì ba nghe, con biết chứ mà 797 con không nói con nghe, con rất con cũng buồn bảy đâu, con nói thiệt, con có tính con thật thẳng thắn, ai cho con cái gì, ví dụ cái kêu giấu, con không giấu là không giấu, con cũng chia sẻ cho mọi người cái chuyện đó, con thẳng thắn lắm. Dì ba đi ra dì ba nói không bữa là có 2 triệu mấy, con buồn lắm, con nói thiệt. Tại sao con buồn là vì để dì ba trả nợ, con rất là buồn, trả nợ nổi, con buồn á. Con nói là con ra đây con ráng phấn đấu để mà trả nợ cho ba suốt cuộc đời này đó, còn như một món tiền để cho ba đi về, con hứa quyết tâm như vậy, mà giờ phút này để con vậy con rất là buồn. Thôi dì ba cũng xin lỗi con, những ngày lời nào mà nói cũng như nói quan cho con thì ba ba phải nếu mà mấy con mà có đi được mấy cái rút mà lên nước ngoài hay là ở đây Việt Nam gì đó thì con nói lợi dùm vừa đi một mình hả, thì dì ba cũng nhờ trước làm thảo là sao rồi như thế nào, lúc đó là nó ủng hộ dì ba là dì ba bán mới được tới ngày nay, rồi sau nữa là tới con cũng vậy và ủng hộ dì ba. Con thương dì ba giống mẹ con thôi, con rất là thương, nhưng mà cái lòng thương đó con để trong bụng cho con đây nè, cái tâm con để trong tâm con, được con cũng được buồn đi. Hàng xóm của dì ba tại sao phải làm như vậy, người ta quay cái clip về cho con rất là buồn, tại sao quay phải làm như vậy, đến nỗi cái que cua thôi 200 gram cũng nói lên đây là que cua cho dì bảy với thuyên, đâu có nên nói như vậy, dì ba ra thấy đâu phải con thèm ăn một miếng que cua đó, con nói thiệt con bữa dì ba ế, con nói thiệt con theo con bé con cầm 2 triệu ra mua cua cho dì ba, con nói thiệt đó, đối với con 2 triệu á nó không lớn, nhưng mà đối với cái đồng tiền con làm mỗi ngày không có sao, con xài tiền rất là căn bản, 2 triệu đó là con đi được 20 ngày ngày chợ của con nói thẳng luôn, từ bây giờ con không muốn mà dùng cái sổ sách đó, con nói trước nha, con chỉ yêu cầu dì ba hôm nay dì ba đi chợ có toa là bao nhiêu tiền, con chỉ nắm vậy thôi, rồi dì ba đưa cho con là cái khoản hôm nay đi chợ là 45 triệu, đây con lấy ví dụ vậy, thì con bán được ví dụ 50 triệu thì con đưa dì ba 45, chi phí ở nhà dì ba nè, con nghe nói gì ba, chi phí ở nhà hả, dì ba nói á, có bữa dì ba mướn 1 người 200 đúng không, có bữa mướn 150, con cho đổi đồng là 200, bây giờ dì ba đi chợ dì út đưa cái toa 50 triệu, dì ba chỉ biết số tiền 50 triệu về, dì ba có làm thì làm, dì ba không có thích cân nữa, có không có tình trạng dì ba mà cân từng phần phần, dì ba thấy rồi hôm nay trên YouTube dì ba đâu có kêu cân đâu, đại không, dì ba để con nói hết, con không muốn tình trạng này xảy ra, là đã hơn cả tuần nay rồi, hơn nửa tháng nay là con không nói rồi, con để trong bụng để coi dì ba sao, đến giờ phút cuối á, dì ba biết không, ngày như ngày hôm qua cua cốm 3 kg là 3 triệu, cua gạch mấy ký là bao nhiêu tiền, quý ra tiền hết, con rất là buồn, thì khi mà con cầm á con buồn lắm, con nói kệ để con coi thủ phạm đó là ai, con muốn coi thủ phạm là ai, thì chiều hôm đó thì bên nước ngoài quay YouTube cho con, chị Thúy ơi, cái người hại con Thúy là cái người hàng xóm của dì ba, người hàng xóm dì ba chính mỗi ngày ghi cái toa như vậy để làm gì, chẳng khác nào con ra đây con giếm tiền, hay là bé Vi đây con nhờ cái túi bé Vi để con cất tiền thôi, con sợ rớt tiền,
có thể đơn giản thì chị ba cầm tiền mối tiền. Trên cộng đồng á đã nói con nhiều, con không có sợ. Mà con sợ tại sao con không sợ cái người đó, mà tại sao ném đá con như vậy? Mà cái người thân của dì ba cần con dì ba để cho họ cân từng 5kg vô một bao. Dì ba nghĩ như thế nào? Nói dì ba nó đúng ra là lúc mà cân là mấy đứa này có nhiều cái vô nó cân. Cái đó dì ba chấp nhận cho tụi nó cân. Cân là số ký bao nhiêu, còn mua là bao nhiêu. Mà quy ra tiền nữa. Còn cái vấn đề mà nói về đó thì dì ba không biết. Là nó cân là nó cân, mà nó cân rồi nó nói ba ở bao nhiêu ký vậy thôi, rồi nó mới coi là nó ký bao nhiêu thì nó đúng ra thì cũng như là cua bao nhiêu đó thì nó ghi vô bao nhiêu, còn dây á bao nhiêu thì cái đó đó là có nhiều cái đứa này nó có vô á là cân cho tụi nó coi thôi. Là như vậy thì con đồng ý nhưng mà con vẫn cái gì ba không có nghĩ và là cân như vậy mà để nói xấu cho con. Con hiểu, con chính vì dì ba không hiểu chữ nghĩa để cho người ta nói dì ba vậy. Nhưng mà cái lời nói khi nói ra dì ba phải hiểu chứ. Dì ba phải hiểu cái lời nói, hôm nay tôi cân vậy đó, 3kg 3 triệu dì ba phải nghe. Không lẽ dì ba không nghe được cái từ đó. Còn chữ nghĩa thì con không chắc dì ba ở chỗ đó. Con tôn trọng dì ba lắm, con nói thiệt. Một khi con bước ra đây con nghĩ dì ba giống mẹ con thương lắm, rất là đáng thương. Nhưng mà con không ngờ cộng đồng không ném đá con á, con cũng đau. Nhưng mà cái người ném đá là cận kể với dì ba. Cái đó nó thiệt, nó đúng ra dì ba không biết. Nó tính như thế nào dì ba đâu có để ý đâu, biết đâu. Mà trong nhà dì ba thì nó có để cái số ký là như cua, là cua gốm đó, là nhiêu lần mà cho tụi em biết. Quy ra tiền luôn, còn quy ra tiền luôn. Cái đó là dì ba không biết. Còn á, thí dụ như một cái gốm cua 5kg là nó đưa 5kg đặt cho tụi bây nhớ, cũng như cái số ký 5kg vậy thôi, là mỗi một gói 5kg là bao nhiêu gói, là bao nhiêu tiền, là bao nhiêu ký, là nó có ghi như vậy là đúng, là dì ba chỉ biết như vậy thôi à, chứ giờ không biết cái gì hết. Còn người ta né giá cái gì đó dì ba đâu biết, cái đó là cái gì. Thì bây giờ về dì ba, giữa dì ba với cô đó nói chuyện với nhau con không biết. Mà biết ai đâu mà nói. Thì cái người ghi sổ cho dì ba, cái người nào ghi sổ cho dì ba mỗi ngày thì nó ghi là dì ba nghĩ là cũng như nó ghi là cái số ký là cũng như là 5 ký như nhiêu vậy. 3 ký cốm 3 triệu ngày qua, 3 ký cốm bằng xã cái đó là 3 ký cốm 3 triệu ha, là nó đúng ra là cái nhỏ nó ghi vô cho biết cái số ký. Không có, để con nói dì ba nghe là ghi là 29 triệu mấy trăm ngàn. Ngày hôm qua vốn lưỡng lờ luôn, 29 triệu mấy trăm. Thì ngày hôm qua con có ghi rõ ràng luôn, con tốt quá con mới ghi lại luôn. Số ký mà bao nhiêu là cho nó biết cái số ký đó, giờ như nhỏ được cái nọ thì nó cũng ghi vô. Mà dì ba chỉ biết cái đó là để ghi vô cho biết số, biết cái cua mà dì nhỏ mất bao nhiêu thôi, là bữa nào nó cũng cân vậy đó. Anh có, chị đó có ghi tiền là 29 triệu 900 mấy. Còn ngày hôm qua con ở dì ba bán là có 29 triệu mấy trăm thôi, cũng tương đương như vậy luôn, là mất mấy trăm ngàn đó. Mất mấy trăm ngàn là con nghĩ là cái số mà ký đưa ra là hôm nay con giữ là áo đồ, mọi người cả nhà đều coi hết là một bao gì ba cung ra nó sẽ mất 300g, 200g. Kể từ gì ba hiểu chứ gì ba đừng có nghĩ 5kg là 5kg, không phải là như vậy. Ha, con nói chứ gì đó thì vừa thì việc ba cũng có cãi vậy, vừa nói cái nào ra nấy, trời ơi cua mà cân bây giờ cân vậy chứ đâu có đủ bao như vậy đâu. Vì ba nói nè, con mua cái cân này nè, là cái cân đó sao vậy, chứ còn đừng có nói là mày đủ cân bậy bạ, nó cân chính xác. Không, con đồng ý, mà cái cân giữa cái cân mà quy ra tiền với cái cân bạc nó xa sức là nó hao hụt 100, 200, giống như có bao là mất 300, có bao mất 200, có bao mất 100, chứ không phải bao nào một mất là 200-300 hết. Nhưng mà đổ đồng khoảng là 2kg, thì ba nghĩ đi 2kg là mất 1 triệu mấy rồi. Cái tiền đó ở đâu ra, không lẽ không mất tiền túi, con đã ra phụ không không gì ba cũng không mất tiền túi ra. Thì ba nghĩ con nói đúng không? Mà khi mà mất như vậy thì cộng đồng sẽ nghĩ là con giếm tiền, thật ra là cái số ký nó đã mất rồi. Đó, con phải có nghĩ thì dì ba biết. Tại vì dì ba không biết chữ, nếu mà dì ba khôn ngoan, dì ba đâu có để người ta mà ghi như vậy. Không bởi vì ba già ngu tới mẹ luôn, không biết gì hết. Không, con nói thiệt, dì ba đừng có buồn. Con thương dì ba lắm. Chính vì con thương ngày hôm nay con mới ra. Nhưng mà cái vốn không là nó thiệt, mất lòng thiệt đó. Ha, con không cầm tiền, nhưng mà thôi bây giờ dì ba nói là con cầm tiền đúng không?
đúng không, con vẫn giữ tiền cho dì ba gì thì con với tương tương vị đó, con coi giống dì ba giống mẹ con sẽ giữ ha, con sẽ giữ. Nhưng mà từ giờ trở đi con không muốn trên mạng đổ cái chị đó làm như vậy nữa. Mà nếu mà biết con nhỏ đó vậy tôi về tao hỏi nó sao mà mày làm. Thì bắt đầu ngày mai là con không muốn người ba ra đây là cái này 5 kg, cái này là bao nhiêu ký, rồi quy ra tiền bao nhiêu. Yên tâm đi, không có chuyện đó nữa đâu. Mà cái đó là vì ba biết tấm lòng của con là nó trúng da là vì ba con không nghĩ vậy, mà vì ba cũng đâu có nghĩ vậy đâu, mà tại vì nó để cái số ký thì gia vì ba tưởng nào là để số ký là cũng như á, mỗi một gói 5 kg vậy đó là bao nhiêu ký là biết cái số rồi cho tụi bán. Phải không? Vì ba mỏ nó kêu ai đâu có cái ý gì đâu. Nhưng mà để ra số tiền hồi này đó. Nếu không đi cô Thiên chịu đó. Ghi ra tiền luôn mà. Ghi ra tiền là bao nhiêu tiền đó. Thì ba thì ý con nói là con không thích vậy. Cái buồn có buồn người ta hay là chỉ giận những cái chuyện đó. Không, không buồn người ta đâu. Chỉ là cộng đồng cũng không buồn nữa. Tại vì nó là ném đá không giao hoa nữa con không buồn. Mà con buồn cái người mà cận vệ với dì ba. Hả? Họ muốn hại con hay là hại dì ba thì con không biết. Không biết hại.